Việt Nam Audio xin kính chào tất cả các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại. Thì tiếp tục cái chương trình là tưng bừng khai trương ngập tràn khuyến mãi. Thì bên em hôm nay tiếp tục xin giới thiệu đến các bác một bộ dòng sản phẩm. Đó là đẩy Class, đẩy dốc 1200. Thương hiệu Mỹ đã test qua và bao chuẩn bao hay. Thì đây là cái con đẩy Class 1200 này các bác này, nó chạy mạch Class D công nghệ đời mới. Thì Class D thì các bác mạch Class D thì các bác đã biết rồi đấy. Ưu điểm của nó là nó một công nghệ đời mới. Sáng tiếng hay. Con này có hai kênh các bác nhá. Hai kênh, một kênh 650W chạy ở 8 ohm và một kênh 1150W ở một kênh ở 4 ohm. Thì con này các bác chơi full đôi 30 40 đều được. Nhưng mà không chạy được sắp kép các bác nhé. Khá là nhẹ, con này khá nhẹ, chỉ có 6kg thôi. Nên là nếu mà có gửi ship cho cái thì các bác chỉ mất từ 50.000 đến 100.000 tiền ship thôi, khá là nhẹ. Để giới thiệu quay sơ qua cho các bác biết, các bác có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Rock 1200 này, hai kênh các bác này. Rock 1200. Con này tất cả các dòng loa gia đình đều chơi được nha các bác nhé. Class D chạy mạch Class D công nghệ đời mới, thì phía sau nó là công suất của nó là 2400W. Đây, 2400W, tổng công suất của nó 2400W và sai số của nó chỉ có 1%. 1% sai số. Bên trong đang rất là mới, thì các bác mà ấy thì em sẽ vệ sinh thêm cho nó sạch sẽ hơn, sạch đẹp hơn. Nội thất bên trong của con Rock 1200 các bác này. Mạch Class D này. Con này thì nó chạy 6 sò nha các bác. Chạy 6 sò. Và chạy 6 sò thì tỷ lệ sinh nhiệt của nó ít. Tỷ lệ sinh nhiệt có ít thì máy chạy càng mát. Máy chạy mát thì cái độ bền linh kiện nó khá là cao. Gần như là thì cái con này, con Rock 1200 này các bác này, thì tiếng nó hay như cái dòng B3 ấy, tiếng hay như dòng B3 mà mạch lành hơn rất là nhiều, gần như là không có lỗi mạch. Đây, toàn bộ linh kiện của nó đây các bác này, rất là đẹp đúng không ạ? 6 sò. Ở bên dưới thì nó là phay nhôm các bác nhé, chống hen dỉ, hai kênh, Rock 1200. Bên em hiện tại còn 4 con Rock 1200 này, chỉ còn 4 con duy nhất. Để tiếp tục nhập những cái lô hàng mới về thì em xin được giới thiệu các bác cái 4 cái con. Trên được giới thiệu với các bác 4 cái con Rock 1200 này, thì với giá rất là khá là phải chăng các bác, 3.300.000 đồng. Thì bác nào có quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em ngay theo cái số điện thoại hotline mà đang hiển thị trên màn hình. Khá là nhẹ các bác ạ, chỉ 6-7 cân thôi. Các bác mà có bưu điện, gửi bưu điện thì chắc chỉ mất tầm 50.000 đến 100.000 tiền ship thôi ạ. Khá là đẹp, khá là rẻ, nội thất bên trong. Và em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác ở cái video lần sau. Em chào các bác ạ.